Hi Hi Coi TV xin kính chào và cảm ơn tất cả mọi người đang xem video mới nhất của Hi Hi. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho Hi Hi lên Facebook, Zalo và lên kênh mới Hi Hi để trong phần mô tả. Mọi người vào kết bạn gửi hình đến viên Hi Hi sẽ xem cho tất cả mọi người. Hiện tại Hi Hi đang xem từ ngày 15 tháng 4 đổ về ngày 1 tháng 4 dương lịch ha mọi người. Ai có bàn tay trong những ngày đó mà chưa có video thì mọi người liên hệ với Hi Hi, Hi sẽ xem cho mọi người liền luôn ha. Đó. Thì hôm nay Hi Hi sẽ hướng dẫn cho mọi người xem cái bàn tay của chị gái này nha. Cái bàn tay của chị gái này cho thấy cái đầu tiên nè, kim tinh, thủy tinh và mộc tinh ba tụ này rất là đầy. Chị nhờ cái đức của ông bà tổ tiên cũng như là cụ quyền để lại cho mình rất là tốt ha mọi người ha. Ở chính giữa đây lòng thủy mạch rất là sâu thì cho thấy chị sẽ chứa đựng tiền bạc rất là đẹp ở lòng thủy mạch này ha chị ha. Còn nói về cái duyên đi đứng xa đường á thì chị này cũng khá chi là hào hoa, có duyên đi đứng xa đường, kẻ thương người mến, quý nhân giúp đỡ rất là tốt. Nhưng mà bàn tay này cho thấy là một con người hảo tâm thương người hay giúp đỡ đời, nhưng mà bàn tay này làm ơn thì hay mắc oán lắm, gặp bạn bè xấu không à, bạn điểu bạn xấu, bạn nói xấu sau lưng mình, bạn đâm sau lưng chiến sĩ không à, nên chị cũng phải tuyệt đối đề phòng chuyện xã giao với bạn ha. Còn nói về cái bàn tay này, con đường hạnh phúc này khá chi là hở hang, bàn tay này chắc phải hai chồng thôi chị ha, đó phải hai lần hai chuyến đầu tình rồi, chứ cái bàn tay này cũng nói chung là chị phải gặp chồng có địa vị đồ á, có tài có đức đồ, người ta cư xử đồ một cách dạng như là ra đường thì là sếp mà về nhà là phải cưng chiều vợ con, phải sợ vợ một tí, cưng chiều chị đồ này kia, thì cái bàn tay này gặp chồng như vậy mới gọi là ổn, chứ còn không thôi thì bàn tay này phải thêm một lần đò đó. Còn nói về cái sự nghiệp của chị thì bàn tay này á, từ tiền trung đến hậu vận bàn tay này cho thấy rất là đẹp ha. Cái tính của chị á thì cho thấy hiền đạo đức hảo tâm được, nhưng mà cái tính này khá chi là ngang tính, và đúng duyên bàn tay này phải có địa vị phụ, là gặp chồng có địa vị, không thì gặp con, không thì sau này con của mình cũng phải có địa vị, đó là mình có cái địa vị phụ, giống như con mình có thể là làm chủ tịch huyện đồ gì đó, em nói đại khái như vậy thì là mình là mẹ của chủ tịch, đó là cái địa vị phụ là như vậy ha. Cái bàn tay này cho thấy á, là một người khá chi là rộng rãi, giống như cái tính của chị á, là nó rộng rãi, nó thoáng, nó xài tiền đồ hay là mình giúp đỡ người đồ, mình ít khi suy nghĩ, là con người mình có cái tính rộng rãi rất là tốt ha. Còn mà nói về năm nay thì hoa lộc hoa tài đang nở cho chị rất là đẹp đây, đó từ trên ban xuống nè thì lộc thiên tạo rất là đẹp, nên chị cứ yên tâm năm nay đi lên là vững bước luôn, từng bước thành công như ý cho chị luôn, về sau luôn đó, cho chị không có sợ gì nữa hết. Bàn tay này năm nay từng bước chị cứ đi lên như là lên thang vậy đó ha, cứ lên từng bước mỗi năm mình mỗi phát triển, mỗi năm mình mỗi có, mỗi năm mình mỗi giàu, thì cái bàn tay này về hậu chứa đựng tiền bạc rất là đẹp, và bàn tay này về hậu chị phải giàu ở mức trung phú chứ không có giàu nhỏ nhỏ ha. Đó. Nói về cái trí thông minh của chị thì cho thấy là thông minh khôn ngoan lanh lẹ, ra đường cái sự xã giao làm ăn hiểu biết của mình không hề thua xuất bất kỳ một ai hết ha. Bàn tay này cho thấy một con người cũng khá chi là tự lập tự tạo, và cái ý chí vươn lên luôn ngẩng cao đầu, vượt qua những cái khó khăn, không có chùn bước được gì hết ha. Đó thì cho thấy ở đây cũng có vân mắt phượng nè, cho thấy một con người rất là đạo đức và có ánh mắt nhìn rất là tinh tường, nhìn xa hiểu rộng, nhìn có thể đoán biết được người khác thật lòng hay điệu giả, hoặc là lời nói người ta ra mình có nên tin tưởng hay không, thì cái bàn tay này có cái cảm nhận và cái linh tính rất chi là tốt ha. Còn nói về cửu quyền đi theo độ chị nè, rất là đẹp luôn ha. Cửu quyền đi theo độ chị, một vị, hai vị, ba vị đi theo độ cho chị, ba vị rất là đẹp, ông bà tổ tiên của mình đó, thì cho thấy chị cũng là một người rất là có tâm, thì cửu quyền mới đi theo độ như vậy, thì chị cũng phải cần hương khói đồ nhiều hơn để cho các vị hoan hỷ và phò hộ cho mình được tốt hơn ha. Bàn tay này cho thấy những ngón tay rất là đầy, thì cho thấy cái bàn tay này cũng làm việc đồ rất là cẩn thận và rất là khéo léo ha, và cho thấy một người ăn nói rất là có duyên đó.
bàn tay của chị á, mọi thứ trên bàn tay nó đều đẹp, nhưng có một điều không đẹp là cái hạnh phúc của chị á, thì nó có cái người âm này, người ta đi theo chị chắc cũng tầm phải là 8 tới 10 năm rồi, thì nó luôn gây cho cái gia đình mình nó chào sáo. Nhóm người âm này người ta đi theo yêu thương mình, thì lúc trẻ thì chị rất là khó có gia đình, nếu mà chưa có rất là khó có gia đình, nhưng mà có gia đình rồi thì nó sẽ gây cho mình nhiều sự chào sáo, và cái bản tính mình đôi khi nó rất là bất thường, lúc thì chị hiền thì quá hiền, lúc chị nóng thì chị quá nóng, và lúc chị ngang bướng lên thì chị ngang bướng không nghĩ tới một cái gì hết, thì đâm ra cho cái gia đạo của mình, hạnh phúc gia đình của mình nó luôn chào sáo như vậy, thì nó sẽ dẫn tới là giống như là hai vợ chồng cảm thấy không thể nào mà ở với nhau được thì chia tay rồi này kia đó, nhiều lý do. Thì cái phần âm này người ta đi theo thương mình thì người ta luôn tạo ra những cái đó để cho làm sao, để cho mình luôn rơi vào cái trạng thái cô đơn, để người ta đi theo mình giống như là mình thuộc về người ta đó, người ta không muốn mình hạnh phúc hoặc là thuộc về ai hết, mà chỉ muốn phá cho mình thuộc về người ta. Đó là cái vấn đề là nó nằm ở đó, thì chị cần cúng giải cái người âm này đi để cho cái tinh thần của chị nó trở lại được bình thường, và cái hạnh phúc gia đình nó được êm ấm, cũng như là cái sự nghiệp công danh của mình nó được tốt đẹp hơn ha chị ha. Đó, và cái bàn tay của chị còn một điểm nữa là cái mạng đạo của chị, mạng đạo của chị cho thấy nó rất là đậm, rất là vững, không có đau bệnh ốm yếu gì hết á, nhưng mà nhiều đôi lúc chị bệnh cũng bệnh như bệnh da đò vậy đó ha. Chị một lần gặp nạn rồi nè, chị bệnh hai lần gặp nạn nè, nhưng mà ơn trên cửu quyền người ta đã che chở cho chị hết rồi, nhờ được cái phước đức nên bàn tay này đã qua rồi, nên em cũng mong chị là phải làm lành đồ nhiều hơn, lập công bồi đức thêm, có thể là phóng sanh vạn chay niệm Phật thêm, để cho cái mạng đạo mình nó được vững vàng. Tại vì cái mạng đạo của chị á, nó rất là đẹp, nhưng mà nó nằm ở cung là 50 về 80, thì cái cung tuổi mạng thọ này thì phải tùy theo cái phước đức của chị tạo ra, để làm sao mà nếu có duyên khoảng năm sau chị gửi lại bàn tay cho em xem thử, thì cái phước đức của mình nó tạo ra nó có thể là gắn liền được cái này, thì cái mạng thọ của mình nó đạt theo 70 hay 80 hay 50 60, thì là tùy theo cái phước đức và tùy theo cái sự sám hối của mình làm ra, và tùy theo mình giải cái người âm này đi theo thương mình nữa, thì cái người âm nó đi theo thương mình rất là nguy hiểm ha. Đó, mình giải cái đó đi rồi mình lập công bồi đức đồ thêm để cho cái mạng đạo mình nó đạt tới 80 thì quá đẹp luôn đó ha. Còn nói về bàn tay này, kinh doanh cũng đẹp, chị có muốn mua bán kinh doanh gì thì vẫn đẹp hết á, làm nghề cũng đẹp mà kinh doanh cũng đẹp, không không có cần ngần ngại gì về cái vấn đề đó, muốn mua bán thì cứ mua bán không cần phải suy nghĩ ha. Và cái duyên xuất cảnh của chị cũng đẹp luôn nè, nếu chị có ước mơ một chuyến ly hương xuất cảnh du lịch nước ngoài hay làm ăn gì nước ngoài thì cho thấy cũng hoàn toàn thành công cho chị luôn đó. Còn năm nay á, thì chị chỉ xui một tháng, một đó là tháng 12 đó, cái tháng 3 thì nó qua rồi, chỉ còn cái tháng 12 thôi. Tháng 12 này thì chị nên cẩn thận xe cộ đi lại, chị chạy từ từ, và có va chạm miệng tiếng với ai thì chị cũng phải cố gắng nhường nhịn, giống như là có ai lỡ nói xấu mình hay là chửi mình đi, thôi mình ráng nhịn luôn cho nó qua cái tháng xui của mình, cũng như là mình giải nghiệp luôn, chứ mình đừng có lời qua tiếng lại nhiều rồi nó xảy ra nhiều chuyện không có hay đó ha. Thì và đặc biệt tháng 12 chị cũng đừng có nên đi tắm sông tắm biển gì, đi đâu xa nó cũng không có tốt cho mạng đạo của chị ha. Còn nói về cái hậu á, thì chị nhờ con là chị sẽ nhờ được ba đứa, chị sẽ nhờ được ba đứa con ha. Còn về cái công danh sự nghiệp về sau thì cái bàn tay này cho thấy tuổi càng cao thì công danh sự nghiệp của chị sẽ càng đẹp càng dày lên, chứ chị không phải lo ngại gì hết. Và bàn tay này về sau thì cho thấy lộc thiên tạo, ơn trên người ta trao cho mình, càng ngày nó sẽ càng đẹp lên ha. Đó, năm nay chị đã có lộc thiên tạo rồi nè, nhưng mà nó đang từng bước đi lên thôi ha, nó đang giống như là từng bước là đưa xuống nè, đưa xuống lòng thiên mạch cho chị, thấy không, lộc cứ xè xuống thì năm nay chị vẫn có hai cái lộc nè,
thì cho thấy làm ăn đồ vẫn có tiền bạc rất là đẹp rồi, nhưng mà nó vẫn chưa lớn. Thì giống như năm nay chị thành công được một ít, sang năm thầy chị thành công thêm một ít nữa, cứ từ từ như vậy chị từng bước đi lên và thành công được như ý là vào năm mèo ha, năm con mèo ra đời, thì lúc đó chị thành công đã đẹp rồi. Tại vì chị thành công nhiều năm liền á thì bắt đầu cái tài sản và cái sự nghiệp của chị nó sẽ đi lên đó, và càng về hậu cái bàn tay này nó càng đi lên, thì sau này cái bàn tay của chị sẽ giàu ở mức là trung phú chứ không có giàu nhỏ nhỏ ha. Đó thì chị có cái thắc mắc gì thì chị cứ liên hệ với em sẽ giải đáp cho chị. Và em xin chào và chúc chị sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.